Tôi muốn gặp anh Kiệt. Anh Kiệt bận rồi. Anh Kiệt, chị định làm gì? Đừng làm phiền anh ấy nữa. Anh Kiệt à, tôi nói là chị không được vào. Chị khỏi tránh ra đi. Tôi... Phúc, em có sao vậy hả? Anh Kiệt, em có chuyện muốn nói với anh. Tôi không có chuyện gì để nói cô hết. Em có sao vậy hả? Nhưng mà mẹ... Nhưng mà cái gì? Tôi nói cô không nghe hả? Tối giờ cô không có còn chuyện gì nói hết. Cô đi về đi. Từ đây về sau á, đừng tới làm phiền Phúc nữa. Nếu không á, tôi không khách sáo đâu. Em vô nhà đi em. Anh Kiệt à, anh Kiệt, anh làm ơn cho em gặp con được không anh? Em xin anh. Cô tránh đây. Cô đừng có bài trò nữa. Đi về đi. Anh Kiệt ơi, không phải như vậy đâu mà anh. Không phải như vậy đâu mà anh Kiệt. Anh Kiệt, anh Kiệt à. Giải Mai Vàng.vn vào mục phiếu đề cử điền thông tin. Bước 2. Chọn hạng mục nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình, điền tên Thúy Ngân và phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Ấn Bước 3. Soạn tin nhắn trên điện thoại theo cú pháp Mai Vàng gửi 8099. Thúy Ngân chân thành và vô cùng biết ơn sự quan tâm của khán giả đã dành cho nhân vật của mình cũng như phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Hy vọng khán giả sẽ đón xem những diễn biến mới nhất của phim vào lúc 20 giờ tối thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV2-Vie Channel.